Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Hoàng Trọng Thùy chào lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới. Rất nhiều các bản tin quốc tế cũng như địa phương và Hoa Kỳ gửi đến quý vị ngày hôm nay. Thế nhưng đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày, mây vẫn rất nhiều vào buổi sáng, Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, sáng nay trời còn có mưa bụi nữa, cho nên là buổi sáng trời hơi âm u một tí, nhiều mây. Nhiệt độ hôm nay trung bình khoảng 71 cho đến 73 độ thưa quý vị. Gió thì không có nhiều nhưng mà ngày mai thì thấy bắt đầu gió nhiều rồi đó, 10 dặm một giờ, rồi về cuối tuần là trên 10 dặm một giờ. Thứ bảy chủ nhật hai ngày đó nhiệt độ xuống thấp hơn, trung bình có 60 mấy độ thôi. Cuối tuần này nói chung là hơi lạnh thưa quý vị. Rất lâu chúng tôi mới thấy được một cái ngày quá đẹp như ngày hôm qua. Nhiệt độ nó chỉ vào khoảng 70-71 độ thưa quý vị, gió nhẹ nhẹ mát mát, rồi trời thì nắng không quá nóng. Đặc biệt là chạy ngang Disneyland thì thấy dân chúng quá vui để tham dự, dẫn quá đông thưa quý vị, bắt đầu vào mùa xuân. Trong khi đó, tình hình tài chính ngày hôm nay Dow Jones lên được 139 điểm. Và từ ngày hôm qua đến giờ này đó, hôm qua thì Quỹ Dự trữ Liên bang, Ủy ban có một cái cuộc họp nhằm đưa ra những cái nhận định đồng thời cho người dân Mỹ cũng như giới đầu tư, kể cả Quốc hội Mỹ nữa, nhìn thấy cái con đường tài chính của nước Mỹ sắp tới. Mối quan tâm hiện nay là lạm phát. Đó cũng là đề tài về chính trị khiến cho cử tri quan tâm. Thế thì ông Jerome Powell, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang đã có những cái tuyên bố như thế nào? Ông nói có hai yếu tố, và hai yếu tố này thực sự thì cũng đã được đề cập đến từ trước rồi. Công ăn việc làm và lạm phát. Ông nói hiện nay đó, ông vẫn tiếp tục giám sát tình hình. Công ăn việc làm hiện nay vẫn còn tiếp tục tạo được và dư thừa. Thứ hai nữa, lạm phát vẫn còn tăng. Hai yếu tố này đó là định đoạt việc họ có cắt giảm lãi suất hay không. Công ăn việc làm vẫn tăng mà lạm phát vẫn tăng. Phải một trong hai nó đi xuống, nếu như là tình trạng thất nghiệp nó gia tăng. Rồi lạm phát nghĩa là chúng ta thấy nó có cái tầm ảnh hưởng, nghĩa là liên đới với nhau. Người tiêu thụ Mỹ thì vẫn tiếp tục mua sắm. Điều đó có nghĩa là họ vẫn tin tưởng được cuối tháng hoặc là đầu tháng họ nhận được lương. Và cái công ăn việc làm của họ ổn định trong tương lai. Và một khi họ vẫn tiêu xài thì điều đó giữ cho cái mức lạm phát tăng. Rất khó để đưa ra quyết định. Nhưng mà ông Jerome Powell nói rằng là trong khoảng thời gian này mùa hè thì không. Và khi mà ông tuyên bố như thế thì ngày hôm qua Dow Jones đã giảm. Ông nói rằng phải chờ đến tháng 9 bởi vì còn nhiều tháng nữa để thực sự định xem tình hình lao động, tình hình lạm phát như thế nào. Cho nên phải tháng 9 hoặc tháng 10. Nhưng có lẽ thậm chí ông còn nói chứ, trong năm nay 2024, cắt chắc từng một lần thôi à. Trước đó, vào năm ngoái chúng ta dự trù nghe là có thể cắt tới 4 lần. Nhưng đến giờ phút này lạm phát cao quá, ảnh hưởng hết tất cả mọi chuyện. Và lạm phát cao thì ảnh hưởng luôn cả lợi nhuận của các công ty nữa. Đây là các con số trực tiếp từ thị trường tài chính, cho nên chúng ta thấy nó nhảy lên nhảy xuống liên tục. 135 của Dow Jones, Nasdaq lên 106, S&P 500 lên gần 15 điểm. Còn trái phiếu 10 năm vẫn ở mức cao nhưng mà thấp hơn lúc trước, có lúc lên tới 4,65, bây giờ là 4,6 mà thôi. Dầu xuống thêm 24 cent nữa, vẫn ở mức rất tốt đẹp, 78 đồng 77, nếu mà xuống dưới 75 đồng thì tốt hơn nữa thưa quý vị. Thì giá xăng trong 1-2 ngày qua cũng đã giảm thêm 10 sen. Vàng lên gần 3 đồng, 2.313 đồng 90 sen một troy ounce. Và vào ngày hôm qua, thưa quý vị, ở tại một cái trường middle school ở tiểu bang Wisconsin, xảy ra một cái vụ, đó là có một
học sinh mới có 14 tuổi thôi vác súng đến trước cửa cái trường này, nhưng mà may mắn là không có vào được và cuối cùng bị cảnh sát bắn chết. Thì phía ông Bộ trưởng Tư pháp Wisconsin cho biết là chuyện xảy ra ở cái trường Middle School đây là từ lớp 6 đến lớp 8 thôi quý vị, tên là Mount Horeb Middle School. Cái thành phố này thì cách thủ đô Madison khoảng 25 dặm. Thì không biết là cái tay súng này xuất hiện từ lúc nào. Bây giờ đó chỉ biết là khi mà ông Bộ trưởng Tư pháp mở cuộc họp báo đó thì ông nói là phía cảnh sát yêu cầu các trường trong khu vực đó là chính thức lockdown là lúc 11 giờ 16 phút sáng thôi quý vị. Thì các đài địa phương trong đó có chẳng hạn như đài WMT, họ phỏng vấn được những cái người ở một cái cây xăng ngay đối diện cái trường đó. Thì những người nhân chứng này nói là tự dưng nghe một cái tràng 5 phát, lúc đầu đó họ không biết là tiếng súng, họ nghe bụp 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 thì họ tưởng là pháo bông, cho nên là họ đi ra ngoài họ xem. Thì lúc đó họ mới thấy là tự dưng có cả 100 em học sinh tại đối diện cây xăng là cái trường, cho nên họ thấy là học sinh túa ra chạy tán loạn hết, rồi các em la hét sùm. Thì lúc đó họ mới biết là có 5 cái tiếng đó là tiếng súng. Thì một lúc sau đó thì những người này nói là một đoàn xe cảnh sát, rồi xe cứu hỏa, rồi có cả những cái xe mà của lực lượng đặc nhiệm họ kéo về, thì tất cả các khu vực ở xung quanh là bị phong tỏa hết, những người ở những cái cây xăng xung quanh đó cũng không đi đâu được cả. Thì lúc đó họ mới biết là cảnh sát phong tỏa khu vực, và họ cuối cùng thì cảnh sát nói là đã bắn hạ được cái tay súng này. May mắn là cái tay súng đó không có vào được trường, đứng ở bên ngoài, thì bây giờ cũng không biết được 5 cái phát súng đó là chắc tay súng nổ súng trước đó thưa quý vị. Thì thứ nhất bởi vì cái độ tuổi của tay súng quá nhỏ cho nên là báo chí họ không đưa tên, chỉ biết là nam sinh 14 tuổi, và phía học khu của Mount Horeb cũng xác nhận là cậu này đó là học sinh của học khu này, nhưng mà không cho biết là của học sinh của trường nào. Tại nếu 14 tuổi thì chắc không phải của cái trường này. Và khi mà cậu bị bắn chết đó, thì cảnh sát xác nhận là cậu cầm một cái cây súng dài, họ nói là long gun, nhưng mà không biết là súng như thế nào. Và đặc biệt cậu này có lái xe đến cái trường đậu ở đằng trước, thì khi mà bắn gục vậy đó, cảnh sát họ cũng lục soát cái xe để xem là có những cái vũ khí nào khác nữa không, nhưng mà không tìm thấy thêm được gì cả. Và cuối cùng cái trường Mount Horeb này như quý vị thấy đó là bị lockdown, rồi cảnh sát lúc đầu họ đâu có biết được bao nhiêu tay súng, cho nên là cha mẹ nhận được tin báo họ kéo về trường, họ đứng họ chờ, nhưng mà mãi cho đến bị lockdown đến 7 tiếng đồng hồ, 6 giờ chiều ngày hôm qua, nói chung là phụ huynh cuối cùng mới đoàn tụ được với các em. Cái trường này đó, Mount Horeb Middle School, ngày hôm nay đóng cửa, ngày mai mới chính thức, các em mới chính thức đi học trở lại thôi các bạn. Vâng, cách đây chỉ có đâu khoảng nửa tiếng đồng hồ, ở tại UCLA, cảnh sát đã đẩy người sinh viên cuối cùng ra khỏi khuôn viên của trường đại học UCLA. Đây là bức ảnh mới nhất được chụp và khăn gói lên đường trong suốt nhiều ngày qua, và cuối cùng thì cảnh sát nói không thể để, cũng như nhà trường UCLA nói không thể để cái tình trạng này nó tiếp diễn như thế, gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người, kể cả những sinh viên gốc Do Thái cũng bày tỏ mối quan tâm. Điểm đáng chú ý là trong các cuộc biểu tình từ Columbia ở New York cho tới UCLA, California, Arizona cũng có, Texas cũng có luôn. Trong số những người biểu tình có cả sinh viên gốc Do Thái nữa, thưa quý vị. Họ cũng muốn có được nền hòa bình, họ muốn có ngừng bắn. Và chúng ta cũng biết được là ở tại Do Thái đó, phân nửa người dân Do Thái cũng phản đối chính quyền của Thủ tướng Netanyahu. Đây là những người Do Thái ôn hòa. Họ nói rằng cái chiến tranh đã kéo dài bao nhiêu thập niên qua rồi, mà đặc biệt trong cái cuộc chiến mà tiêu diệt Hamas vừa qua đó, cái hành động quân sự của lực lượng quân đội Do Thái đó lại tàn sát quá nhiều người Palestine, hơn 34.000 người, trong đó trẻ em và phụ nữ. Chính họ, những người gốc Do Thái cũng cảm thấy bất nhẫn nữa. Trong khi đó thì các sinh viên của UCLA thì họ biểu tình bày tỏ ủng hộ người Palestine.
Thế nhưng đây là một vấn đề vô cùng quan trọng và chúng tôi sẽ có dịp để trình bày thêm về sự xung đột này. Mặc dù trên cơ bản chúng ta cũng biết đã có từ thời mà lập quốc của người Do Thái. Lập quốc ở đây có nghĩa là sau khi mà nước Anh năm 1947 đồng ý chia đôi cái khu vực của Palestine và Do Thái. Chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.